Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ nút like, đăng ký và cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 200 token có hiệu là UNC nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ bấm phối vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả những video mà tôi đang start chatbot các bạn. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp này các bạn. Follow Medium Vista Chain. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Bấm vào address đi. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn xem tiếp kênh seller nha các bạn. Đây thì con sắt của nó là con này chạy trên tảng Ethereum nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Tiếp tục các bạn copy hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn follow tờ Twitter và follow để chỉ dẫn như tờ Twitter nha bạn. Trên từ sàn UDEX Exchange nha bạn. Cái này khá là ngon nha các bạn. Rồi các bạn dán hashtag nó vào và tờ Twitter lên nha các bạn. Rồi đây tiếp tục cũng follow Medium nha các bạn. Kèo này là một cái kèo ngon nha các bạn. Các bạn cố gắng làm kèo này. Ok được rồi. Rồi các bạn vào đây các bạn follow các bạn. Rồi các bạn follow minimum nè. Xuống đây các bạn vỗ tay cho nó một hai cái luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi bạn bấm submit detail nè. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn vào setting nè. Các bạn copy username của mình nha các bạn. A cộng anh 5 số 2. Rồi tiếp tục các bạn điền lũ username từ Twitter các bạn đã follow dán các bạn. VNN 9. Tiếp tục các bạn gửi lưu từ Twitter link nè các bạn. Thì bạn mang từ Twitter của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ. Các bạn chia sẻ cái bài này nè các bạn. Sao chép liên kết. Để cho bot. Tiếp tục các bạn gửi đường link Medium mình nha các bạn. Thì bạn nhấp vào Medium nè. Rồi các bạn nhấp vào mục đen đen các bạn, ba dấu vô gạch này các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Nhấp vào ảnh avatar một cái nữa nè. Rồi chờ lót các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Rồi các bạn sao chép cái đường link minimum mình nha các bạn. Bằng gọi là chatbot nè. Tiếp tục mình gọi địa chỉ Ethereum EC20 ETH trên giấy chết của lab nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ethereum bên sao chép này các bạn. Rồi mình gọi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục mình bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok tốc cần nó sẽ phân phối sau nha các bạn. Vậy các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè và thân để kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.